Rồi hello, xin chào cả nhà mình nhé. Ngày hôm nay Toàn đang ở dưới vườn tiếp nè. Thì hôm nay Toàn sẽ quay cho anh em mình một cái lô sâm bông. Toàn có một lô sâm bông và một vài cây sâm sâm trái. Sâm trái thì anh em mình có thể đầu tiên Toàn nói về sâm trái chưa năng đế nhé. Sâm trái chưa năng đế là dạng này. Dạng này thì Toàn có khoảng hiện tại đang có khoảng là 60 cây nha cả nhà ha. Toàn có khoảng 60 cây. Thì giá bán tòa bán là 100.000 một cây. Dạng này thì cành đó, thân cành nó nhỏ như thế này nha anh em. Đó, nó gần ngang ngón tay, tay út một xíu đó. Cây nó như thế này. Đó, loại này thì toàn hàng trăm cành này toàn có khoảng 60 cây. Rồi, còn hàng mà hàng sâm trái mà năng đế như thế này nè. Đó, sâm trái mà năng đế dạng dày á thì cũng là 100.000 một cây. Loại này thì toàn còn hiện tại toàn còn có khoảng 15 cây. Dạng này toàn còn 15 cây nha cả nhà ha. Đó, sâm trái này, đây sâm trái siêu mini năng đế này. Chiều cao của nó thì tầm khoảng khoảng 15 cm thôi cả nhà. Chiều cao nó khoảng 15 cm thôi. Đó, chiều cao nó khoảng 15 cm, gần 20 cm. Đó, đây là sâm trái siêu mini này. Đó, dạng này toàn có khoảng 15 cây thôi, dạng này 15 cây thôi. Rồi, thì cốt yếu chủ yếu là hôm nay là Toàn sẽ quay cả nhà mình lô sâm bông. Cây sâm bông thứ nhất này cả nhà, Toàn quay lại cho anh em mình xem cây sâm bông này nhé. Đây, cây sâm bông đây. Cây này Toàn đi tay nước một này, nước một rồi nha cả nhà. Toàn đợi anh cho anh em mình xem cái đó, cái thân này. Nó nhỏ như ngón tay tay út nha cả nhà ha. Đó, bầy lách như thế này. Đây là sâm này sâm núi nha cả nhà ha. Toàn chưa biết được nó là bông trái nên Toàn quy ra nó là, tại nó chưa ra trái nên Toàn đi kém Toàn cách dựng nó chưa ra trái nên Toàn quy cho nó là sâm bông đó. Nha cả nhà ha. Đây cây số 1, Toàn xây tròn cho anh em mình xem cây số 1 nhé. Chỉ cần nó như thế này, cách dựng và đi kém nước một như định hình nó như vậy nha cả nhà. Cây số 1 nha cả nhà. Rồi bỏ nó qua một bên, tiếp tục cây số 2. Đây cây số 2 cũng vậy, sâm bông. Đây, cái sâm bông như thế này nha cả nhà. Đã đi tay rồi, đi dán nó ra hết rồi. Còn về hành thân thì nó cũng như vậy thôi. Nó ngang cái ngón tay trỏ này. Anh em thân. Ngang cái ngón tay trỏ mình nha. Đó, cành chi đồ đầy đủ nè. Đã định hình cho mới mình tháo kẽm nước một rồi anh em. Đó, nó ra bánh rồi, tháo kẽm nước một rồi đó. Này, đây là tháo kẽm nước một rồi nha cả nhà. Tháo kẽm nước một rồi đó, đó cắt cho nó ra tạo hình nữa thôi. Đó, cho nó cắt cái tạo hình vậy thôi. Chúng ta thêm kẽm vào tạo hình ra. Đây cây số 2 nha cả nhà. Đó là một cây dáng trực. Cây số 2 là một cây dáng trực. Rồi cây số 3. Cây số 3 là một cây tàng bay. Đó nó như thế này. Bay đổ. Sâm bông nha cả nhà ha. Sâm bông. Mình quy vào sâm bông hết. Đó, đọt đang đi lại rất là đẹp nha cả nhà ha. Đây thân này thì nhỏ hơn, nhỏ hơn ngón tay út xíu, đi kẽm tàng bay như thế này. Rồi cây số 4 nhé. Cây số 4 là một cây đây, một cây lùng lực bự như thế này, cũng là sâm bông nha cả nhà ha. Cốt này nó ngang cổ tay nhá, cốt ngang cổ tay nha cả nhà. Đó, sâm bông cốt ngang cổ tay. Nếu mình thấy cốt không, cốt đế rất là dữ tợn nha. Mình đi kẽm nước một như vậy, lùng lực luôn. Cái đây chơi sâm bông mà vô chậu luôn là đẹp, đẹp bao đẹp luôn. Quay cao cho anh em mình xem. Rất là đẹp nhé. Bộ đế rất là đẹp này. Không, anh em thấy rất là già. Cái sâm bông. Rồi tiếp theo là cây. Anh em nào thích cái cây nào thì inbox chụp màn hình lại cái đó nhé. Đây, cây này là một cây siêu mini luôn. Sâm bông nhé cả nhà. Đó. Mình quay cho cả nhà mình xem rõ nha. Nó đang còn nằm trong cái bầu đất này. Rễ rất là mạnh rồi nha, rễ rất là khỏe rồi nha anh em ha. Đây sâm của Bình Định, sâm núi khai thác nên anh em yên tâm. Rồi, cây đây. Rất là duyên nha, toàn đi kẽm nước một rồi. Về anh em mình chỉnh sửa thêm. Rồi tiếp theo là cái này. Cũng là sâm bông nhá. Cái này thì nhỏ hơn nha anh em, nó như ngón tay út thôi. Đó. Cái thứ mấy rồi ta ha? Anh em mình cứ chụp màn hình lại đi. Để mình đếm số mình cũng. Đây,
Cây này thì một cây sâm bông, bộ cây núi khai thác này, bộ rễ nó đẹp không anh em ha, đã đi tay nè. Đó anh em mình chốt cây này không, cây này đẹp này. Đó, bộ rễ nó này, một cái tầng bay nha cả nhà ha, nhìn từ trên cao nhìn xuống. Chúng ta bị kiểm, ta đi định hình như thế này nó rất đẹp đó, ta định hình lại. Đó. Kiến tàn hết thì nó sẽ đẹp, nó ra bông rất đẹp này cả nhà ha. Rồi tiếp theo, đây cũng đây là cây sâm trái, cái đây thì sâm trái nha cả nhà ha. Rồi, cái này là sâm trái, cây này là sâm trái này, anh em nào kết cây sâm trái thì mua riêng cây sâm trái này nhá. Cây này toàn bán là hiện tại cây sâm trái này toàn bán là 450 này nha cả nhà ha. Cây này toàn bán 450 này, hàng xếp đế. Xếp đế nha cả nhà ha. Rồi, cây đây sâm bông. Một cây sâm bông. Đó, lá rất là đẹp nha cả nhà. Này là sâm bông chắc luôn, tại vì thường là cái lá của sâm bông nó nhìn nó đẹp lắm, nó xanh, nó tốt lắm, nó đẹp lắm cả nhà. Đây nhìn chắc chắn cái đây cho 100% sâm bông này nha cả nhà ha. Còn những cái lá khác thì còn chưa chắc. Nhưng cái đây chắc chắn sâm bông này. Sâm bông rồi cả nhà. Nha, mình nhìn từ trên cao nhìn xuống nhá. Rất là duyên, rất là đẹp nha cả nhà. Rồi đây cũng là một cây rất là duyên nè. Đó. Sâm bông nha cả nhà. Cây này thì gốc nó to như ngón chân cái. Đó, rất là đẹp, rất là duyên. Bao đẹp, bao duyên cho anh em mình luôn. Vì anh em mình dưỡng thêm. Mình cầm lên cho anh em mình xem nhé. Về dưỡng thêm nha anh em. Đó, hàng cơ bản thôi. Cái này thì nhỏ quá, cái này siêu mini, nó cũng dạng sâm bông. Lô này là lô mini hết nha cả nhà. Đó, cây này sâm bông. Đó, sâm bông như cả nhà. Đó thì toàn có một lô sâm bông như vậy. Còn sâm trái thì đây, sâm trái dạng đây toàn có 60 cây nha. 60 cây sâm trái đây. Là 60 cây như thế này. Còn hàng sâm trái mà dạng này. Dạng này nhá, dạng này là toàn có khoảng 15 cây. Đây một cây này. Một cây, hai cây này anh em thấy không? Đây nữa là ba cây nè. Ba cây bên đây nữa nè. Ba cây đây 4 cây này, 5 cây này, 6 cây này, 7 cây này. Đó là hàng siêu mini nhá, cao khoảng 15 cm này. 8 cây này, 9 cây này. Đó, tàn dày đẹp không anh em? Rất là đẹp. 9 cây này, 10 cây này, 11 cây này, 12 cây này. Còn khoảng 13 cây anh em. Ngoài ra một số cây như sâm bông. Đây cũng là một cây sâm bông này. Sâm bông này to nhưng gắn ngang đó, như ngón chân cái. Đây cũng là sâm bông nè, to ngang chân cái nè. Mấy cây này toàn chưa đi tay. Sâm bông nè. Còn đây là những dạng, đây là sâm trái mà lá núi nha cả nhà ha. Sâm trái lá núi mà có những cái video đợt trước toàn dâm á, mà toàn chưa, toàn nói với anh em là nó chưa sống nên toàn chưa giao lưu á. Là nay nó sống rồi nè. Nó sống rồi đó. Đó, sống hết rồi này cả anh em. Đó, sống hết rồi. Sống hết rồi mà toàn chưa giao lưu nha cả nhà ha. Còn riêng về cái cây sâm trái á, riêng cây sâm trái này là toàn bán 450 nha. Cây này cây súp đế. Cả nhà ha, sâm trái này, sâm trái súp đế này. Hàng đế rất là đẹp, đế già lâu. Còn những cái lô sâm bông này nè. Đây là những cái lô sâm bông nhé. Sâm bông là có khoảng 1 cây nè, 2 cây nè, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây. Cây lùng lực đây nữa 11. Đây là 12. Cái đây nữa là 13. Đó, 13 cây sâm bông. Cái đây nữa 14 cây này, 14 cây sâm bông nha cả nhà. Đó, có tổng là 14 cây sâm bông, thế anh em nào mua hết luôn 14 cây ạ. Xe cả toàn bán sỉ luôn 14 cây sâm bông.
có cây lục lực này đẹp này cả nha. 14 cây sâm bông thì toàn bán xe cạ là 1,5 triệu toàn bao ship nha cả nha. 14 cây 1,5 triệu bao ship, anh em mà mua thì mua. Không thì toàn định để ghép lại sâm trái toàn chơi chứ. Cây đây lùng lực này, cây đây chơi sâm bông để chọn lùng lực ba đẹp luôn. Ok, còn xin phép xuống video nha. Ngoài ra anh em mình có thể giao lưu một số mặt hàng khác, ví dụ như là sâm hương. Sâm hương thác đổ này. Cái này toàn đi kém đổ này. Anh em mình nhá, bộ đế nhìn đẹp chưa? Đấy, sâm hương đổ này. À, sâm hương cây này là cây dáng đó, huynh đệ này. Huynh đệ này hai. Đó, huynh đệ, anh em thấy huynh đệ không? Cái này là cây dáng trực này, đủ chi cành hết rồi này, đế rất là đẹp, trực. Ở đây là nguyên nhân quái. Ở mỗi cây toàn là mỗi kiểu mỗi thế khác nhau nhé. Cái co nó đấy, đây cũng là một cái cây đó, bộ rễ nó như thế này, nó quái đổ như này, đổ quái như thế này. Cái này cũng là huynh đệ này. Đây cây văn nhân như thế này rất là duyên nha anh em. Đây cũng là một cây đổ này, đã xếp đế này, để xếp đế cho anh em mình này. Rất là đẹp này. Ngoài ra anh em mình có thể mua những dạng như là cây phôi, cây phôi toàn thả đất như kia. Đây là những dạng cây phôi thả đất này, toàn thả đất, toàn tạo luống như thế này. Cây nó to như đấy, như ngón tay tay út cả nhà ha. Sâm hương nha cả nhà. Hoặc là cả nhà mình có thể mua những dạng phôi mà toàn cắt giật để chờ đi tay như thế này. Đây là những dạng phôi mà toàn cắt giật này, chờ đi tay này, lên mầm rất là khỏe này anh em thấy không? Đó, rất là nhiều này, đây đang đế như thế này. Nó lên mầm này, anh em thấy không? Đó, những dạng này. Những dạng này thì 100.000 một cây nha anh em, 100.000 cây bán từ 3 cây. Chứ còn một cây toàn không bán đâu. Máy công toàn ship. Ngoài ra anh em mình có thể mua những dòng hải châu siêu mini như thế này. Đây là những dòng hải châu siêu mini nha cả nhà ha. Đó, hải châu siêu mini này, toàn trồng đây là phôi đào núi về nè. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà chúng ta ép trồng đi, chúng ta chơi rất là duyên. Rồi, tiếp theo là những dạng giấy mỹ quái nha anh em ha. Giấy mỹ quái này. Đó, những cái bộ rễ quái mà ghép cẩm thạch này. À, ghép giấy cẩm thạch. Đó, giấy mỹ quái nha. Dạng quái ghép như thế này, ghép cẩm thạch, đây là ghép cẩm thạch đỏ này, ghép cẩm thạch tím này. Đó, rất là quái, rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, xin phép chào tạm biệt cả nhà mình nha. Đó, cả nhà bên giao lưu được gì thì cứ inbox Toàn nhé. Rồi, cuối video Toàn xin phép chào cả nhà đây.